Ngày 3 tháng 7, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiến hành điều tra làm rõ vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến tại đèo Hải Vân. Trong lúc hỗn chiến giữa hai nhóm, một đối tượng đã sử dụng vũ khí khiến một người tử vong. Bốn thanh niên còn lại chưa rõ thuộc nhóm nào bị thương nặng và đi cấp cứu tại bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng. Trao đổi với báo chí sáng ngày 3 tháng 7, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỗn chiến khiến một người tử vong, bốn người khác bị thương. Thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm ngày 2 tháng 7 tại khu vực cầu Lăng Cô, đoạn dẫn lên đèo Hải Vân thuộc tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô. Thời điểm trên, cả hai nhóm thanh niên đang đi tắm suối ở khu vực chân đèo Hải Vân thì xảy ra xích mích cãi vã. Cả hai nhóm sử dụng vũ khí truy đuổi nhau trên cầu để giải quyết mâu thuẫn. Vụ hỗn chiến khiến anh Phan Văn Ca, 30 tuổi, chú tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô, bị bắn trúng ngực trái tử vong tại chỗ. Có bốn người của hai nhóm bị thương nặng được đưa vào bệnh viện ở Đà Nẵng cấp cứu vụ việc đang được công an tỉnh thừa thiên huế phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ có thể nói rằng vụ việc này thêm một lần nữa khiến dư luận bàng hoàng và bất an vì những vụ án mạng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt đời thường chỉ vì một chút mâu thuẫn không đáng đã khiến những cái đầu nóng của những thanh niên trẻ tuổi lao vào nhau ăn thua đủ bất chấp hậu quả và tính mạng của bản thân và những người khác khi vụ việc đi qua sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng cho gia đình và xã hội với những người oan uổng những bản án nặng nề